Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay 30 tháng 8, vị trí tâm bão sao la đang ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng từ 10 cho đến 15 km h Dự báo vào trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển vào Biển Đông. Bão Sao La nhiều khả năng là cơn bão thứ ba hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, khả năng bão Sao La ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền ở nước ta là không cao. Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa rông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn kết thúc nhanh, khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ cùng với hoạt động của bão Sao La, thì lúc lần này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Hai Cui. Bão Hai Cui hiện có cường độ cấp 10, dự báo giữa hai cơn bão sẽ có tương tác khiến cho đường đi của hai cơn bão, trong đó có bão Sao La có thể có những diễn biến phức tạp.